Qua nằm bên bờ sông Tiền và sông Hậu. Đã từ xa xưa, trên đất Trà Vinh đã hình thành nên truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Ngay từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược lên vùng đất Trà Vinh, thì ngay lập tức chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân Trà Vinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và chính quyền cách mạng, nhân dân Trà Vinh đã làm nên những chiến công vang dội như trận La Bàn 16 tháng 12 năm 1948, chiến dịch Cầu Kè năm 1949, chiến dịch Trà Vinh năm 1950, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva rút quân về nước. Hoàn thành xong nhiệm vụ đánh Pháp, quân dân Trà Vinh lại tiếp tục cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ đuổi Mỹ ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng bào các dân tộc ở Trà Vinh đã vượt qua muôn vàn thử thách, một lòng theo Đảng, góp phần cùng nhân dân miền Nam đánh bại hoàn toàn các chiến lược chiến tranh do Mỹ đề ra. Chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, làm nên những chiến công vang dội như Đồng Khởi năm 1960, Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Xuân năm 1968. Với chiến thắng đó, quân dân Trà Vinh được Đảng và Nhà nước khen tặng huân chương thành đồng hạng nhất và lá cờ vẽ vang với 8 chữ vàng: Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ, quân
và dân Trà Vinh. Với chân là băng lưới gươm vùng với canh tài sắc đầu ra sung đầu sung đầm đầu răng và vàng cửa thơm tung bay ngang trời sao vàng sao xuyên khắp nơi vững biển một lòng nguyện với tổ tiên thề quyết trong quân giang hàm ta đem thân ta liều cho nước ta đem thân ta đền thân trước muôn thu sau lời viên anh hào người dân Việt lòng chi cao ai qua cứ lòng giang nhớ đoàn quân chiến đấu oai hùng ai qua cứ lòng giang nhớ đoàn quân chiến đấu ngoan cường tiêu đoàn là bay tiêu đoàn là bay tiêu đoàn ba trăm lẻ bay lẻ bay lẻ bay lẻ bay ba trăm lẻ bay. Từ thực tế chiến trường, trong thư gửi các chiến sĩ miền Nam ngày 22 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Chính phủ Dân chủ Cộng hòa rất khen ngợi các chiến sĩ ở các mặt trận miền Nam, đặc biệt là các chiến sĩ Nha Trang và Trà Vinh, đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào nêu gương các bạn. Đây chính là sự khẳng định lịch sử và là nguồn động viên, khích lệ to lớn kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ
đồng bào các dân tộc tỉnh Trà Vinh. Hiệp định Geneva được ký kết là kết quả thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng lại là cơ hội tốt để Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam. Khác với thực dân Pháp, ngay từ đầu, Mỹ không trực tiếp đem quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, mà tiến hành một cuộc chiến tranh thực dân mới với những mưu tính tinh vi, thâm độc hơn nhiều. Đó là xây dựng ở miền Nam một chính quyền thân Mỹ, thông qua đó để áp đặt miền Nam Việt Nam trong vòng cương tỏa của Mỹ. Chính quyền Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên không những tuân thủ những điều khoản do Hiệp định Geneva quy định, mà còn thẳng tay đàn áp những người theo kháng chiến, thiết lập một chế độ cai trị phát xít chưa từng thấy trong lịch sử để cai trị miền Nam, gây ra một không khí vô cùng hoảng loạn, tàn thương, chết chóc bao trùm toàn miền Nam Việt Nam. Mỹ hiện tập trung xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền và lực lượng vũ trang đông đảo, bao gồm quân đội, cảnh sát và nhà tù, trại giam để đàn áp phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân. Nguyễn Đáng, người con ưu tú của quê hương Trà Vinh, người lãnh đạo tài ba và cũng là người kinh qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1951, trong trận chống càn quét của thực dân Pháp, ông bị bắt, bị địch tra khảo, đánh đập tàn nhẫn. Ông vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Chúng giam ông tại khám lớn Trà Vinh. Vào tù, ông vẫn tiếp tục hoạt động trong chi bộ nhà tù. Nhờ mưu trí, sau 8 tháng ở tù, ông cùng 100 tù nhân khác đã vượt ngục. Bí mật trở về huyền hội, ông tiếp tục bám dân, bám đất mà hoạt động, củng cố lại phong trào. Tháng 5 năm 1954, Nguyễn Đáng được cử làm bí thư xã huyền hội. Năm 1956, là huyện ủy viên huyện Càn Long. Và từ năm 1959, ông là bí thư huyện ủy Càn Long. Đây là thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng miền Nam. Luật 10/59 của Mỹ, Diệm tiến hành tố cộng, diệt cộng, lề máy chém đi khắp nơi đàn áp phong trào cách mạng. Trong thời gian này, ông tập trung chỉ đạo thành lập và phát triển lực lượng vũ trang địa phương quân quyền, đẩy mạnh phong trào ba mũi giáp công chống địch, gom dân lập ấp chiến lược, tổ chức nổi dậy hưởng ứng chiến dịch Đồng Khởi. Tháng 3 năm 1961, Nguyễn Đáng được bầu vào tỉnh ủy kiêm chính trị viên tỉnh đoàn Trà Vinh. Năm 1965, được bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy, thay ông Phạm Văn Kiết năm vận về khu ủy. Trong thời gian này, Mỹ Ngụy tăng cường đánh phá ác liệt. Ông lãnh đạo tổ chức hoạt động đấu tranh chính trị, binh vận, vũ trang, bám dân, bám đất để tấn công và phản kích địch, coi trọng công tác Khmer, thắt chặt mối đoàn kết quân, dân và các dân tộc cùng chống kẻ thù chung. Bằng ba mũi giáp công, ông đã lãnh đạo quân dân Trà Vinh làm chủ nhiều vùng rộng lớn, giải phóng quận huyện Long Toàn. Với thành tích đó, năm 1964, Trà Vinh được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 2, là tỉnh dẫn đầu các tỉnh miền Tây về phong trào nhân dân du kích chiến tranh và là một trong ba tỉnh nổi bật nhất của chiến trường miền Nam. Trà Vinh là nơi kết tinh các giá trị truyền thống yêu nước
và tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường. Nữ anh hùng Nguyễn Thị Út đã trở thành biểu tượng điển hình rực rỡ của người phụ nữ miền Nam đánh Mỹ. Dáng đứng của chị là dáng đứng quê hương. Chính hình ảnh người mẹ cầm súng, Út Tịch với câu nói nổi tiếng "Còn cái lai quân cũng đánh" và câu "Nó đánh mình đánh nó" đã làm cho cả thế giới hiểu hơn về tính chính nghĩa, tính tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành lúc ấy. Mở rộng để đánh giá tình hình trong tỉnh và đề ra nhiệm vụ chủ yếu chuẩn bị cho thời cơ thực hiện quyết tâm chiến lược. Hội nghị chủ trương tiếp tục đẩy mạnh 3 mũi giáp công, phối hợp các lực lượng trên địa bàn đánh tiêu diệt
tiêu hao và làm tan rã lực lượng địch, giữ vững và mở rộng dùng căn cứ kháng chiến, tạo thế áp sát tỉnh lỵ và các quận lỵ, sẵn sàng tiến hành tổng tiến công và nổi dậy khi thời cơ đến. Điểm nổi bật của Trà Vinh trong cuộc tổng tiến công là nổi dậy Xuân Mậu Thân, là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Nguyễn Đáng, quân và dân Trà Vinh đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, đồng loạt tấn công và đồng loạt nổi dậy trên toàn tỉnh. Từ thị xã đến khắp các vùng nông thôn, cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã được diễn ra với tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường, khí thế mạnh mẽ và có sáng tạo. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của Trà Vinh đã giành được thắng lợi to lớn, góp phần vào thắng lợi chung của quân khu chính và toàn miền, làm nhục ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Với những thành tích to lớn ấy, quân và dân tỉnh Trà Vinh được Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng phần thưởng cao quý, huân chương hành động hạng nhất và lá cờ vẽ vang 8 chữ vàng: toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công. Xuân đầy hân hận mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, và cường độ chiến tranh ác liệt hơn. Chúng đặt Trà Vinh là địa bàn trọng điểm để triển khai chương trình bình định cấp tốc. Nhưng với ý chí kiên cường, bất khuất, quân và dân Trà Vinh đã kết hợp chặt chẽ, hai chân, ba mũi, tổ chức đánh địch liên tục, giành nhiều thắng lợi. Đoàn viên ưu tú Hồ Thị Nhâm đã một mình ôm mìn xông thẳng vào đồn quốc địch. Chị đã anh dũng hy sinh, đã để lại một tấm gương sáng trong lòng nhân dân Trà Vinh, nhất là về tình yêu nước nồng nàn và tinh thần kiên quyết chống giặc ngoại xâm đến hơi thở cuối cùng. Những chiến công vang dội của chị đã góp phần xứng đáng tô thắm truyền thống quê hương Nhị Nông hai lần anh hùng, cũng như huyện lỵ Càng Long, nay là thị trấn Càng Long. Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nói chung và của cuộc kháng chiến chống Mỹ nói riêng đã khẳng định năng lực cách mạng và sức mạnh to lớn của khối đoàn kết các dân tộc tỉnh Trà Vinh. Qua đó, chúng ta càng thấy rõ nét đặc sắc của cuộc chiến tranh ở Trà Vinh so với các địa phương trên cả nước.
càng thấm thía những kinh nghiệm lịch sử quý báu mà thực tiễn cách mạng ở đây đã để lại cho chúng ta hôm nay và cho cả mai sau. Chúng con đứng đây trên mảnh đất thành đồng, mỗi việc con làm đều có anh đua sáng soi. Mỗi bước con đi, từng tấc đất rung lên tự hào. Ba dân tộc bao đời cùng chiến đấu, hy sinh chung tay dựng xây quê hương. Bác ơi, tình bác bao là biển trời, biết mấy bao tự hào đền thờ bác trái tim quê hương. Toàn dân chúng con tự hào với tấm chữ vàng huyết thống. Toàn dân đoàn kết lập công. Hồng Hùng là trận chiến thắng Lào Bạc của đoàn quân 307, ghi sau mốc son sáng ngời. Hào hùng đại đoàn kết toàn dân, những người con quê hương làm rạng danh những chiến công liệt oanh. Tự hào từ truyền thống của cha ông, bao người hiên ngang tiếp bước ghi sâu mốc son lấy mừng. Giang ngời là truyền thống vẻ vang, quân và dân sông lên cùng làm nên những chiến công giang. Cờ đầu trên toàn mặt trận miền Tây, làm dáng người phong trào đồng khởi quê hương. Mùa xuân năm ấy dáng người chiến thắng vẻ vang, toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công. Thật tự hào tổ quốc phong trào quân dân, tám chữ vàng cùng huân chương vẻ vang. Hồng Hùng là trận chiến thắng Lào Bạc của đoàn quân 307, ghi sau mốc son sáng ngời. Hồng Hùng đại đoàn kết toàn dân, những người con quê hương làm rạng danh những chiến công liệt oanh. Tự hào từ truyền thống của cha ông, bao người hiên ngang tiếp bước ghi sâu mốc son lấy mừng. Giang ngời là truyền thống vẻ vang, quân và dân sông lên cùng làm nên những chiến công giang ngời. Ngọn cờ đầu trên toàn mặt trận miền Tây, làm dáng người phong trào đồng khởi quê hương. Mùa xuân năm ấy dáng người chiến thắng vẻ vang, toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công. Thật tự hào tổ quốc phong trào quân dân, tám chữ vàng cùng huân chương vẻ chiến tranh. Nguyện đặng mai hùng anh hồ thì nhắm mãi lưu danh gương mẹ út sáng mai.
mai, sáng mai một huyền thoại. Nói gương anh hùng từng thế hệ cháu con, người dân xây quê.